Kính chào và cảm ơn quý vị đã quay trở lại với kênh truyền hình BRT để theo dõi chương trình Hòa nhịp phát triển phát sóng lúc 11:30 phút hàng ngày. Chương trình ghi nhận những thông tin thời sự diễn ra tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thanh niên Bà Rịa Vũng Tàu hăng hái lên đường nhập ngũ. Thanh long tăng giá, nông dân phấn khởi. Phong trào dân vũ thể thao tạo niềm vui, sức khỏe và gắn kết phụ nữ nông thôn. Chương trình Hòa nhịp trưa nay mở đầu bằng ghi nhận không khí giao quân tại các địa phương trong tỉnh. Thưa quý vị, 7 giờ sáng nay 8 tháng 2, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đồng loạt tổ chức lễ giao quân năm 2023. Lãnh đạo tỉnh và các địa phương đã đến dự động viên các thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ công dân. Năm nay, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu được giao tuyển chọn hơn 1.700 thanh niên nhập ngũ, gồm hơn 1.400 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự và gần 300 thanh niên thực hiện nhiệm vụ công an nhân dân. Không chỉ đảm bảo về số lượng mà chất lượng thanh niên của tỉnh cũng được đánh giá cao, với hơn 20% có trình độ đại học cao đẳng và trung cấp, gần 50% thanh niên sức khỏe loại 1 và 2, tỷ lệ đảng viên nhập ngũ gần 2% và trên 75% viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Trước giờ lên đường, các thanh niên đều bày tỏ quyết tâm ra sức rèn luyện, học tập phấn đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự tại các địa phương. 7 giờ sáng, khuôn viên khu du lịch Vũng Tàu Paradise, thành phố Vũng Tàu tưng bừng rộn rã với sự có mặt của hơn 300 thanh niên, lãnh đạo các cấp và người thân đến chúc mừng, tiễn đưa những người con ưu tú của địa phương lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã đến dự buổi lễ, động viên các thanh niên ưu tú của Vũng Tàu phát huy truyền thống quê hương, ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cảm kích trước sự quan tâm kỳ vọng của lãnh đạo tỉnh, thành phố, đại diện thanh niên nhập ngũ đã bày tỏ niềm tự hào khi được đứng trong hàng ngũ quân đội nhân dân Việt Nam, hứa sẽ tiếp bước truyền thống của cha anh, không phụ lòng tin tưởng kỳ vọng của địa phương và gia đình. Năm nay, thành phố Vũng Tàu có 310 thanh niên nhập ngũ, trong số này có 305 thanh niên tình nguyện, chiếm hơn 98%, 4 đảng viên, 65 thanh niên có trình độ cao đẳng đại học. Đặc biệt, thành phố có một nữ thanh niên tình nguyện nhập ngũ. Chia tay lãnh đạo tỉnh, địa phương và người thân, các tân binh Vũng Tàu đã lên đường đến các đơn vị Tiểu đoàn vệ binh 180, Trường quân sự Sư đoàn 302 thuộc quân khu 7, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công an tỉnh. Năm 2023, thành phố Bà Rịa có 192 thanh niên ưu tú nhập ngũ, trong đó 42 thanh niên bàn giao cho Bộ Công an, 150 thanh niên đến nhận nhiệm vụ tại các đơn vị của Bộ Quốc phòng gồm Sư đoàn Bộ binh 5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Tiểu đoàn Cảnh vệ 180. Trong số các thanh niên trúng tuyển có 2 đảng viên. Sau các nghi thức truyền thống, lãnh đạo địa phương đã tặng hoa và động viên các tân binh, đồng thời bày tỏ mong muốn các tân binh luôn giữ vững lập trường tư tưởng, nâng cao trách nhiệm công dân, chấp hành kỷ luật quân đội, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được đơn vị giao. Thưa quý vị, dù thời gian của buổi lễ giao quân diễn ra rất ngắn gọn, nhưng các tân binh vẫn cảm nhận được tình cảm, sự tin tưởng và niềm tự hào của các cấp lãnh đạo địa phương và gia đình các thân nhân dành cho mình. Ngay sau buổi lễ ra quân, thì các tân binh đã sẵn sàng tâm thế trở về đơn vị theo sự phân công. Tiếp theo Đông Phước, Trần Anh Tuấn. Thưa quý vị, năm 2023, Châu Đức là địa phương điểm diễn ra lễ giao nhận quân của tỉnh. Ngay từ sáng sớm thì có rất đông người thân, thanh niên đã tập trung tại khu vực công viên Sinh Đôi, đường Bình Giả, thị trấn Ngà Giao để đưa tiễn con em, bạn bè của mình lên đường nhập ngũ. Vui buồn đan xen là cảm xúc của nhiều người. Dù vậy, mọi người vẫn đảm bảo trật tự để buổi lễ diễn ra trang trọng và đúng quy định.
Tham gia lễ giao nhận quân tại huyện Châu Đức có Thiếu tướng Hoàng Đình Chung, chủ nhiệm chính trị Bộ Tư lệnh Quân khu 7, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo địa phương, cùng đông đảo người dân và thân nhân các tân binh của địa phương. Lễ giao nhận quân tại huyện Châu Đức diễn ra trang trọng, nhanh gọn và đảm bảo các quy định. Các tân binh đều thể hiện quyết tâm lên đường, thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Cảm xúc của em bây giờ là rất là phấn khích. Cảm giác được trải nghiệm mới cuộc sống của các anh quân nhân. Sống có thể là giúp mình trưởng thành hơn rất nhiều. Và em hứa sẽ hoàn thành thật tốt nhiệm vụ để không phụ công của các anh hùng, các những người đã kỳ vọng lên chúng em. Với cái hậu phương vững chắc, với là mọi người cứ nhiệt tình với em, với bọn em như vậy thì bọn em chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách xứng đáng, làm con cháu Tổ quốc, con cháu ngoại Bắc Hồ. Gửi gắm cái tâm tư là các em phải cố gắng hoàn thành cái nhiệm vụ được giao và cố gắng sớm hòa nhập, chấp hành những kỷ luật của quân đội để sớm không có làm phụ lòng những kỳ vọng của địa phương, của gia đình. Năm nay, Châu Đức có 270 tân binh nhập ngũ, trong đó giao Bộ Quốc phòng 225, giao Bộ Công an 45 thanh niên. Trong số này, 20% tân binh có trình độ cao đẳng đại học, 4 đảng viên chính thức. Đáng ghi nhận nhất là 100% thanh niên đều tình nguyện nhập ngũ. Các bạn thanh niên hôm nay lên đường nhập ngũ sẽ mang được nhiều cái thành quả tốt đẹp để gửi đến cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện nhà. Và tôi tin các bạn sẽ làm được, bởi vì các bạn đã trang bị một cái kiến thức, một cái tinh thần rất tốt trước khi nhập ngũ. Sau lễ giao quân, các đơn vị Sư đoàn Bộ binh 5, Tiểu đoàn Vệ binh 180, Lữ đoàn Phòng không 77, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh đã tiếp nhận tân binh của huyện Châu Đức về huấn luyện. Đây là những đơn vị có bề dày truyền thống trong giáo dục, rèn luyện thanh niên trưởng thành về mọi mặt, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, quân đội và công an giao cho. Buổi lễ giao nhận quân năm 2023 tại huyện Xuyên Mộc được tổ chức tại sân vận động huyện. Đến dự buổi lễ có ông Bùi Chí Thành, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Buổi lễ diễn ra trong không khí xúc động trang nghiêm, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, càng động viên thúc giục các tân binh thêm hăng hái lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. 100% thanh niên huyện Xuyên Mộc tham gia nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân năm 2023 đều viết đơn tình nguyện nhập ngũ, trong đó có 3 đảng viên, 6 thanh niên là người dân tộc thiểu số. Trước giờ phút lên đường mang theo lòng tự hào và truyền thống quê hương làm hành trang, các tân binh đều quyết tâm vượt khó để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Em rất vui và tự hào khi tham gia nghĩa vụ quân sự lần này. Em hứa sẽ cố gắng học tập và rèn luyện trong quân ngũ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Em sẽ hứa với Đảng và Nhà nước là em sẽ cố gắng làm một người quân nhân tốt trong quân đội để phục vụ tốt cho Tổ quốc. Sự có mặt của người thân, gia đình, bạn bè cùng những lời nhắc nhở động viên của lãnh đạo địa phương cũng là động lực giúp các thanh niên yên tâm lên đường nhập ngũ, làm trọn nghĩa vụ của mình. Thứ nhất là sức khỏe đảm bảo, thứ hai nữa là tư tưởng, tâm lý, tình cảm, gia đình cũng như là địa phương, là đều mọi thứ đều tôi đánh giá rằng đây một đợt này là chất lượng rất là cao. Lãnh đạo Đảng, chính quyền và nhân dân Xuân Mộc thì luôn luôn mong muốn và tin tưởng thanh niên của huyện Xuân Mộc luôn chấp hành kỷ luật của quân đội. Thứ hai nữa là hoàn thành xuất sắc, đoàn kết, yêu thương nhau, đùm bọc trong thời gian huấn luyện và sớm hoàn thành xuất sắc để trở về quê hương. Ngay sau buổi lễ, 270 thanh niên của huyện Xuyên Mộc đã lên đường về 5 đơn vị gồm Tiểu đoàn 180 Quân khu 7, Trung tâm huấn luyện vùng 2 Hải quân, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh. Thưa quý vị, hòa cùng không khí giao nhận quân trên địa bàn tỉnh, sáng nay 8 tháng 2, tại Trung tâm Văn hóa Thể thao Bảo Thành, huyện Long Điền, đã diễn ra lễ giao nhận quân của huyện Long Điền. Ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đã đến dự và động viên thanh niên huyện Long Điền lên đường nhập ngũ.
Giao quân năm 2023, huyện Long Điền có 199 thanh niên ưu tú, trong đó thực hiện nghĩa vụ quân sự là 164 thanh niên, phục vụ lực lượng công an là 35 thanh niên. Hầu hết các thanh niên đều có sức khỏe tốt, với tuổi đời từ 18 đến 25. Trong số các thanh niên trúng tuyển có 4 đảng viên. Phát biểu tại buổi lễ giao nhận quân, lãnh đạo huyện Long Điền tự hào về tinh thần trách nhiệm của các thanh niên địa phương, đồng thời mong muốn tất cả sẽ nỗ lực rèn luyện, trở thành những nhân tố tốt trong đơn vị, xứng đáng với niềm tin yêu kỳ vọng của đảng bộ, chính quyền huyện và gia đình người thân. Trong không khí xúc động và tự hào khi được trở thành người lính của quân đội, của Công an Nhân dân Việt Nam anh hùng, các tân binh đều bày tỏ quyết tâm sẽ rèn luyện, huấn luyện và công tác tốt. Hiện tại thì cảm xúc đầu tiên của em thì hơi hồi hộp và lo sợ một phần là do cái môi trường mới thì mình không biết sẽ như thế nào. Nhưng mà vì Tổ quốc thì em sẽ, những cái nỗi sợ đó không có là gì đối với em nữa. Em sẽ cống hiến bảo vệ Tổ quốc, hoàn thành nhiệm vụ của mình hơn. 199 tân binh huyện Long Điền được giao về các đơn vị Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Tiểu đoàn Cảnh vệ 180 Quân khu 7. Hiện theo luật nghĩa vụ quân sự năm 2015, luật Công an Nhân dân năm 2018, bảo đảm chỉ tiêu. Hòa chung không khí của ngày hội tổng quân cả nước, thì sáng nay tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao của huyện Đất Đỏ, lãnh đạo địa phương cùng hàng ngàn người dân, bạn bè, người thân đã đến tiễn đưa các tân binh. Phải nói rằng đến thời điểm này thì những cái cảm xúc buồn vui, háo hức, sự quyến luyến đã bao trùm gần như cả Trung tâm Văn hóa. Và phóng viên phòng thời sự chúng tôi đã có kịp để ghi lại những cái khoảnh khắc này để chuyển tải đến quý vị ạ. Năm 2023, huyện Đất Đỏ có 181 thanh niên nhập ngũ, trong đó 151 thanh niên sẽ đến nhận nhiệm vụ tại các đơn vị của Bộ Quốc phòng như Cảnh sát biển, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Tiểu đoàn Cảnh vệ 180 và Trường Quân sự Quân khu 7. Còn 30 thanh niên bàn giao cho các đơn vị của Bộ Công an. Hầu hết các thanh niên đều có sức khỏe tốt, 100% thanh niên trúng tuyển đều làm đơn tình nguyện nhập ngũ. Đất Đỏ cũng là một trong hai địa phương trong tỉnh có một nữ thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự lần này. Thì gia đình em có truyền thống cách mạng và từ hồi xưa em đã yêu thích quân đội. Sau khi tốt nghiệp đại học thì em muốn mình được phục vụ cống hiến lâu dài trong quân đội. Thì cảm giác hôm nay giao nhận quân của em thì em rất là hồi hộp và háo hức. Em mong mình có thể rèn luyện thật là tốt và trở thành sau này trở thành một quân nhân giúp ích cho đất nước. Em có một cảm xúc rất là bồi hồi xao xuyến khi mà phải lên đường nhập ngũ để cống hiến cho đất nước và Tổ quốc. Em cũng muốn động viên các bạn cùng đi với em hôm nay là cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao mà Tổ quốc và nhà nước đã giao cho để hoàn thành xuất sắc và về cống hiến tiếp tục cho địa phương tốt đẹp hơn. Phát biểu động viên và giao nhiệm vụ cho các thanh niên, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Đất Đỏ mong muốn các thanh niên huyện nhà sẽ nỗ lực rèn luyện trở thành những quân nhân tốt, công an tốt, xứng danh với truyền thống của vùng đất cách mạng, quê hương chị Võ Thị Sáu anh hùng. Thưa quý vị, tại Trung tâm Văn hóa Thể thao thị xã Phú Mỹ, lãnh đạo địa phương, các đơn vị nhận quân, đông đảo người dân và thân nhân đã đến tiễn đưa các thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự. Trong không khí phấn khởi sôi nổi của ngày hội giao quân, thanh niên Phú Mỹ đều có chung quyết tâm sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng của người thanh niên đối với Tổ quốc. Một, ban tổ chức kính mời đoàn chủ tịch. Thì trong chuồng ngủ em quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để rèn luyện ý thức, rèn luyện bản thân để đóng góp một chút công sức của mình vào nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Cái cảm xúc bây giờ em cảm thấy rất là lo lắng. 4. Thấy nôn nao. Lý do giới thiệu đại biểu. Em quyết tâm sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công bố quyết định. Năm nay thì xã Phú Mỹ được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu tuyển chọn gọi 288 công dân nhập ngũ. Trong đó 255 công dân bàn giao cho các đơn vị của Bộ Quốc phòng gồm Quân chủng Hải quân, Lữ đoàn Thông tin 23, Lữ đoàn Phòng không 77, Tiểu đoàn Vệ binh 180, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh,
và 33 công dân bàn giao vào các đơn vị thuộc Bộ Công an. Nhờ thực hiện tốt quy trình tuyển quân với phương châm tuyển người nào chắc người đó, nên 100% tân binh nhập ngũ có phẩm chất chính trị và sức khỏe tốt, có tuổi đời từ 18 đến 25. 100% tân binh là đoàn viên. Trên 30% thanh niên trúng tuyển tốt nghiệp cao đẳng đại học, hơn 90% thanh niên tình nguyện nhập ngũ. Buổi lễ giao quân tại thị xã Phú Mỹ được tổ chức nhanh gọn, chặt chẽ. Các tân binh của thị xã Phú Mỹ đã bày tỏ quyết tâm rèn luyện để trở thành quân nhân tốt, xứng danh bộ đội Cụ Hồ, xứng đáng với truyền thống của các thế hệ đi trước trong đấu tranh giành độc lập dân tộc, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Lãnh đạo tỉnh, địa phương đã tặng quà, động viên và tiễn đưa tân binh trở về các đơn vị mới. Năm nay, huyện Côn Đảo được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 15 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự và 4 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. 100% thanh niên lên đường nhập ngũ của huyện đều đạt sức khỏe tốt, phẩm chất đạo đức, trình độ văn hóa, đúng tiêu chuẩn. Tất cả đều hăng hái lên đường, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ quân đội giao. Sắp lên đường nhập ngũ thì trong lòng em cũng sẵn sàng tâm thế rồi. Đó là sẽ lên đường thực hiện tốt cái nhiệm vụ. Hoàn thành các chỉ tiêu mình được giao cho. Trong môi trường quân ngũ, em hứa sẽ phấn đấu thật tốt, hoàn thành cái nhiệm vụ được giao. Lễ ra quân thì em cũng chuẩn bị tinh thần sẵn sàng để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Có con em đi nhập ngũ, em cũng vinh quang và nỗ lực cho con em để hoàn thành nhiệm vụ tốt. Thì dặn dò cho con để hoàn thành nhiệm vụ dễ 3 tháng quân trường ra Côn Đảo để mình phục vụ cho Tổ quốc. Tại buổi lễ giao quân, lãnh đạo huyện Côn Đảo đã tặng hoa, quà, động viên các tân binh phát huy truyền thống của quê hương Côn Đảo anh hùng, ra sức học tập rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Chương trình thời sự Hoàn Nhập Phát Triển trên nay tiếp tục với những thông tin khác. Thưa quý vị, nằm trong chương trình hỗ trợ hội viên giảm nghèo bền vững, Hội Nông dân thành phố Bà Rịa phối hợp với Hội Nông dân xã Hòa Long tổ chức trao bò giống cho hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Hai nông dân xã Hòa Long được Hội Nông dân thành phố Bà Rịa hỗ trợ 2 con bò giống và tiền làm chuồng với tổng kinh phí 56 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của Ủy ban Nhân dân thành phố. Thời gian tới, Hội Nông dân thành phố sẽ tiếp tục hỗ trợ dê giống cho 2 hội viên nông dân khó khăn tại xã Long Phước và bò giống cho 1 hội viên tại xã Tân Hưng. Bên cạnh đó, hội còn phối hợp tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi cho các hộ nông dân trên địa bàn. Những ngày gần đây, thanh long được thương lái thu mua với giá khá cao, từ 35 đến 38.000 đồng một ký loại ruột đỏ, 25.000 đồng một ký loại ruột trắng, cao gấp 3-4 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Và với mức giá này, nông dân đã phấn khởi. Ghi nhận tại huyện Xuyên Mộc, địa phương có diện tích thanh long lớn nhất tỉnh. Vừa xuất bán lứa thanh long vào dịp Tết với giá 32.000 đồng một ký, ông Châu Thanh Thọ ở xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc thu về hơn 60 triệu đồng tiền lãi. Hiện ông đang chăm bón phun xịt thuốc dưỡng trái cho lứa tiếp theo, dự kiến thu hoạch vào 2 tuần tới. Năm nay là giá nó 32.000, bán xô cho thương lái thì nông dân cũng có lời. Có lời thì mình tiếp tục đầu tư lứa khác, ví dụ là điện rồi phân phướng, phân cho đồ vậy đó. Vườn thanh long ruột đỏ rộng 6.000 m2 của gia đình ông Hồ Đình Lâm cũng đang cho trái. Trước đó, ông Lâm đã xuất bán khoảng 2 tấn với giá 30.000 đồng một ký tại vườn. Sau khi trừ chi phí, ông lời khoảng 45 triệu đồng. Hiện tại giá thanh long bữa này là 32.000. Cái giá cả này là người nông dân cũng phấn khởi. So với mỗi năm là hơn 10 năm, nhiều 10 năm là Covid chứ, thì nó rẻ lắm. Một ký khoảng 5-6 ngàn à. Trong giá cả ổn định để mình đầu tư. Tại xã Bưng Riền, huyện Xuyên Mộc, các hộ trồng thanh long đang trong giai đoạn xịt dưỡng hoa cho lứa mới. Theo các hộ dân, giá thanh long bắt đầu tăng từ tháng 9 năm 2022 đến nay, hiện đang ở mức 35 đến 38.000 đồng một ký ruột đỏ và 25.000 đồng một ký ruột trắng. Với mức giá này, các nhà vườn lãi trung bình khoảng 10.000 đồng một ký. Nói chung là năm nay được về là nó bù lại cho mấy năm ngoái, năm dịch á. Ngoài năm kia có 2-3 ngàn vậy, năm này thì cứ 25 độ lên. Bà con nói chung cũng phấn khởi cũng đỡ. Toàn tỉnh hiện có 688 hectare diện tích thanh long,
tập trung chủ yếu tại huyện Xuyên Mộc, Châu Đức. Thanh long cả nước nói chung và Bà Rịa Vũng Tàu nói riêng chủ yếu xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Từ đầu tháng 1 năm 2023 đến nay, khi Trung Quốc mở cửa hoạt động trở lại nên giao thương thuận lợi, nên đẩy giá các mặt hàng nông sản tăng cao. Song song đó, thời điểm này, thanh long đang nghịch vụ, năng suất thấp, cung không đủ cầu nên khiến giá tăng mạnh. Giá cao lãi lớn tạo động lực để nông dân tiếp tục tái đầu tư cho vụ chính sắp tới. Thưa quý vị, thời gian gần đây, phong trào tập luyện dân vũ thể thao được chị em phụ nữ từ thành thị tới các vùng nông thôn hưởng ứng tích cực. Vui, khỏe, gắn kết, sẻ chia là những cái được khi mà chị em tham gia phong trào này. Những hình ảnh được phóng viên thời sự ghi nhận tại huyện Châu Đức sẽ giúp chúng ta hiểu hơn về nỗ lực của các cấp hội phụ nữ trong việc chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho chị em khu vực nông thôn. Tranh thủ làm xong công việc gia đình, tối đến là chị em phụ nữ xã Xà Bang, huyện Châu Đức lại tập trung về trung tâm văn hóa thể thao xã hay tại nhà văn hóa các thôn ấp. Mỗi điểm như thế này có khoảng từ 20 đến 30 chị em. Khi tiếng nhạc cất lên, ai nấy đều hòa mình vào các điệu nhảy dân vũ sôi động. Em thấy cái phong trào này á, nó giúp ích cho chị em phụ nữ. Tại vì thường thường phụ nữ là nội trợ, nhưng bây giờ nó có một cái sân chơi bổ ích để cho phụ nữ trong các ấp với nhau á, mình giao lưu, mình học hỏi, thậm chí là mình thỏa thích cái sự đam mê nhảy múa của mình và là cảm thấy là vui khỏe nữa. Vui khỏe, gắn kết là điều mà ai cũng cảm nhận được từ khi tham gia hoạt động này. Vui chơi, thể dục thể thao, trước tiên là gìn giữ sức khỏe. Thứ hai là chị em nên có một cái sân chơi. Từ bước đầu chị có 5-7 chị, tới bây giờ thì cái nhóm câu lạc bộ đó thì cũng được cỡ 20 chị. Một tuần có 3 buổi thì các chị sẽ tập trung lại trụ sở ấp để cùng nhau dợt những cái bài nhảy dân vũ như thế này. Khi có dịp như là 8 tháng 3, 20 tháng 10 thì các chị em cùng tập trung lại với nhau để có những cái giao lưu. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Châu Đức có gần 40.000 hội viên. Nhận thấy lợi ích từ việc luyện tập dân vũ thể thao, từ năm 2014, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã vận động hướng dẫn các cấp hội thành lập câu lạc bộ nhằm tạo thêm sân chơi giải trí, rèn luyện sức khỏe. Từ đó, góp phần xây dựng hình ảnh người phụ nữ nông thôn tự tin, năng động, hiện đại. Đến nay, trên địa bàn huyện Châu Đức có 25 câu lạc bộ dân vũ duy trì hoạt động thường xuyên, mỗi câu lạc bộ có từ 20 đến 45 người tham gia. Nói chung là đây là một cái sân chơi của chị em phụ nữ rất là hào hứng. Có thể là đến đây để mà tập trung lại với nhau, không có phân chia tuổi tác. Đây là một cái sân chơi tạo được cái động lực và tạo cho chúng tôi một cái tinh thần rất là phấn khích. Chúng tôi cảm thấy sức khỏe của mình rất là cũng như là nó dẻo dai hơn. Sau một thời gian tập luyện thì các cô cũng rất là hăng hái và tích cực với bộ môn này. Khi mà được tham gia vào bộ môn này á thì em bản thân em thấy sức khỏe nó có nhiều tiến triển. Ví dụ như là cái số lượng cân nặng của em nó giảm xuống. Với tính chất cộng đồng, không đòi hỏi cao về điều kiện cơ sở vật chất, các câu lạc bộ dân vũ đang thổi luồng gió mới vào phong trào tập luyện thể dục thể thao của phụ nữ và người dân khu vực nông thôn Châu Đức. Tham gia phong trào này, ngoài những lợi ích thiết thực về sức khỏe, chị em còn tìm được niềm vui cho riêng mình thông qua việc gặp gỡ, giao lưu, động viên, chia sẻ chuyện gia đình, cuộc sống. Từ đó xây dựng cuộc sống lành mạnh, ý nghĩa. Chương trình Hòa nhập phát triển của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến đây là khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình bản tin thời sự tiếp theo.